Thưa quý vị, trong khi vụ Cần Thơ xử phạt 90 triệu đồng với anh công nhân Cà Rê vì đổi 100 đô la Mỹ ở tiệm vàng vừa lắng xuống, thì mới đây, ở Nghệ An lại vừa ra quyết định xử phạt tổng cộng là 170 triệu đồng với hai tiệm vàng vì mua bán ngoại tệ vàng miếng khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên thì quyết định xử phạt không cho biết người dân bán đô la Mỹ là ai và chính quyền địa phương thì cũng không ra quyết định xử phạt hai người lạ đến bán 100 đô la Mỹ và một cây vàng miếng. Điều này khiến cho người ta nghi ngờ công an đã tạo tình huống để gài các tiệm vàng. Theo đó, ngày 30 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính 40 triệu đồng với bà Trần Thị Việt ở thị xã Thái Hòa và vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường và công an địa phương phát hiện bà Việt đang mua 100 đô la Mỹ của một người đến bán. Cùng thời điểm đó có một người đến mua một cây vàng miếng. Ngay khi vừa thực hiện hai giao dịch thì lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm. Theo bà Việt, vợ chồng bà ở nông thôn nên không đọc về thông tin vụ đổi 100 đô la Mỹ ở tiệm vàng tại Cần Thơ trước đó. Hai vợ chồng bà đã nộp phạt đầy đủ và không có khiếu nại gì. Cũng trong thời gian này, bà Hồ Thị Tu Hương ở thị xã Thái Hòa cũng bị phạt số tiền 70 triệu đồng, với hai hành vi mua bán đô la Mỹ phạt 40 triệu đồng và mua bán vàng miếng phạt 40 triệu đồng. Được biết, sau vụ việc ở Cần Thơ, thì công an thị xã Thái Hòa đã tham mưu cho chính quyền chỉ xử phạt đối với doanh nghiệp mà không xử phạt người dân vì quan niệm người dân không rõ cơ sở đổi ngoại tệ có được cấp phép hay là không. Trước đó, thì hồi cuối tháng 1 năm 2018, ông Nguyễn Cà Rê ở Cần Thơ đã mang tờ 100 đô la Mỹ đến tiệm vàng thảo lực đổi thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang vì nơi này không có giấy phép thu mua ngoại tệ và chúng ta cũng mất 8 tháng để xác định tiệm vàng này có vi phạm hành chính hay hình sự và đến tháng 10 thì công an thành phố Cần Thơ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt ông Rê 90 triệu đồng, tịch thu 2,2 triệu đồng tiền được đổi từ tờ 100 đô la Mỹ. Tiệm vàng Thảo Lực thì bị xử phạt tới 295 triệu vì nhiều lỗi. Và sau sự việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nghị định này chưa hợp lý và chúng ta cần phải sửa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo sửa nghị định 96 và yêu cầu không để tái diễn vụ đổi 100 đô la Mỹ bị phạt tới 90 triệu đồng.